em thích bạn nào tròn tròn á anh ơi. Rồi ngon. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, em chào Nguyễn Linh và em chào quý khán giả. Em tên là Trần Khánh Dung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm chuyên viên về mua hàng của công ty cổ phần sợi Đông Quang. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở đây. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Trương Chí Long, nay 27 tuổi. Đang làm nhân viên văn phòng của công ty An Gia. Công ty em cung cấp về dịch vụ chữ ký số. Chữ ký số là thuế đó hả? Dạ đúng rồi. Thì em gọi hỗ trợ khách hàng rồi sale với họ. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố luôn chị ơi. Hai người thành phố là gần nhau rồi. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng mà cũng chín chắn, giống như anh Trấn Thành đó chị. Em thích bạn nào tròn tròn á anh ơi. Rồi ngon. Lo dễ sợ luôn. Nghe nói tôi mừng rồi. Gì vậy? Bộ thùng phi hay sao vậy? Ta mũm miệng chút xíu thôi. Mình có những sở thích gì? Em thích xem phim. Em thích nghe nhạc. Hơi chút xíu là thích ngủ. Thích ngủ ha. Hiểu, hiểu. Có thích ăn không? Cũng chút chút chị. Vậy cái này cũng hiểu người bên đó thế nào rồi đó. Cùng một thích em nha. Rồi, như đó là sở thích bên đó. Bạn Nam sao? Em thì thích ca hát, thích đi phượt, làm thích du lịch. Lo làm thử khúc đi. Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em. Và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rời. Rất là đặc biệt. Một hát. Giọng hát rất là có cá tính, giọng nam cao, hát thì không có mở miệng. Tại rung quá chị Cát Tường ơi. Nhưng mà em vẫn lên cao. Có hé hé chị. Đương nhiên phải hé hé mà. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em không quan trọng ngoại hình, cô ấy thế nào cũng được. Cái quan trọng là cái tính cách và phẩm hạnh của cô ấy. Biết cầu tiến, biết cách tiêu tiền. Ví dụ như bây giờ em nói đơn giản, khi mà mình đi làm hay là mình ở nhà, em sẵn sàng nuôi bình thường. Nhưng mà phải biết cách tiết kiệm, biết cách quản lý số tiền đấy. Cái gì đáng mua thì mua, cái gì đáng mua thì đừng có mua. Dạ đúng rồi. Nhưng giờ bạn muốn tiến, bạn muốn hôn nhân chưa? Cho năm sau hoặc là năm tới. Mà mình đã chuẩn bị gì để cho đám cưới chưa? Dạ nhà cửa thì em có rồi hết rồi ạ. Nhà của em hay nhà của ba mẹ em? Dạ nhà của mẹ em ạ. Dạ mà ở chung với mẹ với ai nữa? Dạ chỉ ở chung với mẹ thôi ạ. À vậy cũng được. Vậy là làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi chị ơi. Em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu cũng được chị. Em biết nấu ăn gì không? Dạ biết. Thôi khỏi mình đi khỏi ăn. Dạ em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em đó là ham học hỏi chị. Khuyết điểm của em đó là em hơi cứng đầu. Với lại em thì hay bị lơ đễnh đó chị. Đại người ở đây mà quan sát là nó đâu đâu á. Với lại em hơi bị ham chơi xíu. Chơi gì? Có nhiều cái để chơi. Cụ thể những cái trò chơi em chơi là chơi gì? Em chơi làm mạnh gì. Mà chơi cái gì? Đi cà phê, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, hát karaoke hay là đi cái gì hay đánh bài hay là... Dạ đánh bài không có. Thì đó, chơi cái gì em thích chơi gì? Mỗi thứ một chút đó chị. Thì mốt em rủ bạn trai em đi chơi chung luôn được không? Dạ được, nếu anh ấy rủ. Em ít khi nào em chủ động em mời lắm chị. Là ngày là em đưa cái đường link em đưa cho đó đẹp đó là biết phải biết tự động đi mời em thôi. Bạn trai thấy làm sao cơ? Thì nói chung là thời gian đi làm cũng rảnh nhiều. Thì nếu bạn gái ok thì em cũng trả đi bình thường chị. Em có tật xấu gì không? Cuối tuần hay ngủ nướng. Hơi làm biếng. Mình trai hơi bị bộn xíu. Sao cái cặp này sao tôi cảm giác giống như là về rồi ăn với ngủ không vậy nè. Trời ơi ăn với ngủ hoài vậy. Muốn lăn hả? Không muốn đi hả? Cũng ráng bò bò thôi chị. Thích lấy vợ ốm hay mập? Dạ thì em nói rồi không quan trọng ngoại hình chị. Hai đứa mập thì về tập gym với nhau. Chứ ngủ không là ai tập? Nó tập gym biết còn có muối đó. Em không thích ở người phụ nữ điểm nào? Nói nhiều chị. Tắc kè quá em sợ. Mặc đồ mà lè lẹt quá nhìn chói hại não lắm chị. Giống như người đối diện đó. Anh ơi lỡ không phải bảy màu mà sáu màu rưỡi được không anh? Tại vì nhìn nhiều khi ra đường kẹt xe em. Ta nhường đường cho mình. Trời lũ lụt kia mình người ta vớt mình lên trước. Dạ. Rồi hết được rồi. Dạ cảm ơn chị. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Xưa giờ có dắt bạn trai nào về giới thiệu với cô chưa? Bạn trai của nó hả là cho cô quyết định. Tại vì tương lai của con cô thì cả một đời. Nó yêu thì nó yêu nhưng mà chọn được hay không là vô cô chọn. Dạ. Thì cô thấy chú rể này á chắc cũng ăn nhậu dữ lắm.
Dạ không cô, con không có nhậu cô. Sao con trầm dữ? Tự nhiên. Con mập tự nhiên á. Con đi uống đi nhậu bạn bè là toàn uống trà đá, không uống nhậu. Thì cô cũng chưa rành về con mấy. Dạ. Nếu thời gian một năm mà hai đứa thích hợp, mà gia đình cô thích hợp được á, dạ, thì cưới nhau. Nếu mà con lại may mắn lấy được con gái cô thì con hứa là con sẽ chung thủy, vì đó là cái điều mà trong quan điểm sống của con luôn. Cô đã nói từ đầu là Dung nó không có thời gian. Có nghĩa là công việc của nó rất là đầy, thì con phải thông cảm cho nó. Vấn đề cái thứ nhất là làm dâu. Cái thứ hai nữa là cái bổn phận làm vợ. Ví dụ con phải thông cảm là giờ giấc đi làm của nó. Việc nhà đó theo cô nói thẳng là nấu ăn á cũng được vài món như bình thường ở nhà thôi. Chứ nó không có biết là chế biến món ăn gì mà để cho gia đình gọi là hưởng thụ á. Dạ em nấu được cô. Cái đó là thời gian bận quá không sao, để sắp xếp được. Để anh qua anh xem coi. Dễ thương, em thích xem phim hả? Dạ, đặc biệt là phim kinh dị. Trời đất ơi, bạn Nam có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, với hai sếp của em. Cát Tường với Vượt Linh tại hơi rung. Chào chị, cô cũng thấy em cũng được. Em cũng tròn tròn, hai đứa là xứng đôi. Cô cần một người giàu, có hiếu với cha mẹ đôi bên. Cô mua nhà rồi, 2 tấm lận cưng. Em nói thiệt. Em cứ ở trên lầu, hai vợ chồng cứ thoải mái. Cô cũng muốn em model vậy đó. Cô lớn tuổi rồi, cô cũng model nè, thấy không? Ví dụ em đi đâu, em nói con đi tới 6 giờ con về. Mà nếu 6 rưỡi thì em phải kêu điện thoại em nói 1 tiếng để nhà cô khỏi lo. Còn đến vấn đề đám cưới rồi thì cô lo hết, yên tâm. Dạ, và những điều mà bác nói á, là con nghĩ là bác cứ yên tâm. Tại vì từ nhỏ con cũng đã được dạy như vậy rồi, chữ hiếu là hàng đầu. Cái thứ hai nữa là đi thưa về trình lúc nào con cũng phải có. Dạ con. Dạ, cho gặp sếp luôn ạ. Trình Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Long ở công ty thì rất được nhiều người rất là yêu quý, bởi vì là thứ nhất là vui tính, thứ hai là chơi với anh em rất là ok. Còn công việc thì là một nhân viên cũng rất lanh lợi và khách hàng thì có rất là nhiều. Chưa thấy cái điểm gì mà khuyết điểm, các khuyết điểm để ở nhà. Dạ. Như vậy tốt rồi, hai bạn sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Không, cặp này xứng đôi đấy. Có mẹ hai bên hỗ trợ là được rồi. Chào em. Dạ, em chào anh. Em muốn có cái khuôn mặt nó dễ thương, giọng nói rất là ngọt. Anh rất đặt nhiều niềm tin ở cái chương trình này. Và hy vọng là em cũng sẽ cho anh và cho chính bản thân em một cơ hội để mà chúng ta đến được với nhau, tìm hiểu nhau. Đầu tiên thì lúc nãy giờ em tưởng anh hát lip sync không á, hay quá trời luôn. Em không biết là chút nào anh có bấm nút cho em hay không, nhưng mà sau này nếu như bên công ty em có hát karaoke em mời anh đi được không? Sẵn sàng nha. Anh muốn hát tặng em 2 câu hát được không? Dạ được ạ. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong từng ngày. Người đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Nè, hết sức bình tĩnh, đừng để giọng hát ấy ru mình vào cõi mộng. Bây giờ về thực tế đi, hỏi rồi cưới nhau, con cái em sao, có, tiền bạc sao. Em đâu có thù oán với chị đâu. Không cưng, chị đang chuẩn bị khen em. Mấy người có 2 mấy lúm đồng tiền giống chị là cực kỳ tốt bụng và dễ thương. Lúc nãy có một cái em chưa nói với anh. Cái vấn đề mà về chi tiêu á, thì có thể em sẽ hơi bị hạn chế. Sau này nếu mà lấy nhau về á, em muốn một phần lương của em có thể nuôi gia đình. Anh rất là tôn trọng cái chủ hiếu. Nếu mà sau này anh may mắn lấy được em, chi tiêu gia đình của anh sẽ lo hết. Và anh cũng mong là em sẽ lấy tiền đấy lo cho mẹ, cho ba mẹ em. Nếu mà thiếu thì anh vẫn hỗ trợ như vậy. Mọi người làm chứng nha. Được không cô, được không? Chị xui có đồng ý không? Hai chị xui nói chuyện nha chút xíu đi. Hai đứa con mình nó rất là xứng á, chị đồng ý không? Dạ thì thấy chồng tròn. Chị khéo nuôi mà tôi cũng khéo nuôi nữa đó. Bây giờ á là hai đứa con nói chuyện nhau vậy, chị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Mẹ này chịu chơi lắm. Nhưng mà nó có hiếu với bên này thì em cũng phải có hiếu chứ. Đúng rồi. Má nhà con. Chứ không thì để má lúc đó bắt khóc nha con. Bây giờ chúng ta nói một cái câu gì thật tình cảm đi các bạn. Có hai người mẹ ngồi dưới là yên tâm rồi ha. Em phải đợi của anh nha. Anh ơi, lỡ về sau này á, em nói sao anh có nghe vậy không? Tùy trường hợp em. Đã là vợ chồng thì bất cứ chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Theo cô thì hai đứa chừng nào lấy nhau được? Thì năm nay nó 27 rồi, thôi để 28 đi. Rất là đẹp. Làm mấy mâm cô? Do chị xui, muốn mấy bàn thì mình chiều.
mình chiêu. Bây giờ mấy bà không có mơ, nhưng mà có một cái là hy vọng dâu con gái mình về làm dâu. Dạ. Thoải mái chút xíu là được rồi. Dạ, thì mình cũng không có khó gì đâu. Hai bà xui là số 1 luôn đó. Thôi được rồi, quan trọng là do hai bạn thôi. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Hai bạn này bạn nào cũng mập nhưng mà bạn nào mặc cũng rất là dễ thương. Đâu gọn chứ, đẹp gái, đẹp trai, xứng đôi. Một, hai. Không có ai chê ai dư thịt hết. Vi phạm luật rồi. Ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Sẽ nắm tay nhé. Mẹ ngồi dưới. Bác ơi cho con nắm tay bạn ấy nha bác. Không sao đâu, con sao. Con cứ nắm đi, thời gian tình hiểu cũng sao. Nắm thôi. Đó, má cho phép rồi đó. Trời ơi. Hai này xứng đôi thiệt. Lần đầu tiên có má đây, nắm đi con. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn có thời gian đi xem phim để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúng ta có thể đi xem phim các bạn. Bây giờ về ngoại hình em muốn một người bạn trai như thế nào? Đừng có râu và nón dài về nhìn nó cảm giác không sạch. Cảm ơn hai họ nha. Được, cặp này được, cặp này chắc là mình nhanh nhận thiệp đó. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau và được sự đồng tình của hai bên. Chúc họ sẽ sớm để gửi thiệp cưới cho chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi chào em, tự giới thiệu về mình. Em tên là Bùi Thị Ngọc Nhung, hiện là quản lý sale và marketing cho nhà hàng. Năm nay em 28 tuổi, quê ở miền Tây, Vĩnh Long. À, Vĩnh Long cùng quê với tôi. Dạ. Rồi bạn trai giới thiệu đi ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Nghị. Hiện tại em là nhân viên IT ở công ty FPT. Em hiện tại 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bạn gái bên kia bạn muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Biết thương em, có hiếu với gia đình hai bên, có công việc ổn định. Còn về tính tình thì vui vẻ, hoạt bát, cởi mở giao tiếp với mọi người. Mình có sở trường gì? Mọi thứ em biết một chút. Cái gì em cũng muốn biết đó. Trong cuộc sống mà mình có cái gì cần xử lý thì mình có thể xử lý được. Theo bạn thì trong tình yêu thì bạn nghĩ như thế nào? Mình thích một người là chung thủy, biết quan tâm đến cảm nhận và đến cái cuộc sống của bạn gái. Có suy nghĩ chín chắn trong tình yêu để mình có thể tiến tới tương lai xa hơn. Mình cũng nghĩ vậy, mình cũng mục đích mình cũng tìm hiểu là mình muốn là có sự đồng cảm, chia sẻ giữa hai bên. Bao lâu thì hai bạn tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em được thì em khoảng một năm rưỡi. Hai năm nữa mình. Một năm rưỡi. Vì đại giá chị vậy? Tại vì cái dự định của em thì nó cũng khoảng là 2 năm nữa. Nhưng mà thật ra thì duyên tình cảm thì nó cũng có một phần là duyên nợ. Quan trọng là hai đứa có thể xây dựng được tình cảm vững chắc để đi đến hôn nhân trước khi dự định của em không? Rồi hai người sẽ bàn nhau cái hướng phát triển. Nếu như lấy nhau chúng ta có một cái hướng phát triển nào riêng cho tương lai không hay vẫn đi làm công như vậy hoài? Hiện tại thì em đang có về cái công nghệ thông tin thì em có học cái web. Thì em cái tương lai của em thì nó sẽ có nhiều cái là em có thể thiết kế web riêng. Và có thể là tại vì em cũng là một chiếc ảnh amateur nên là em cũng có thể chụp dạo ở ngoài. Ôi amateur cũng làm cái chuyên nghiệp của mình đó. Thiết kế web dạ. Rồi. Bên cô gái có một cái hướng nào mở cho tương lai của mình không? Bạn muốn hỏi gì bạn nam cứ hỏi đi. Có biết về marketing online không vậy bạn? Marketing online thì mình chưa có học, mình chỉ thiên về công nghệ thông tin là thiết kế và mình hiện tại thì mình đang làm trưởng nhóm. Như vậy là tốt rồi. Dạ. Cô gái dù giờ cô có vốn thì cô sẽ làm gì? Dự định đầu tiên là em mở một có thể cửa hàng hoặc là một quán ăn gì đó kinh doanh nhỏ, sau đó từ từ mình phát triển lên. Nhưng mà mong muốn của em cũng lập một cái kinh doanh riêng chứ không chỉ đơn giản là đi làm bình thường. Nói chung hai người mộng rất cao. Rồi bây giờ về ngoại hình em muốn một người bạn trai như thế nào? Nhìn là được.
rồi cao hơn em chút là được, không có râu quai nón. Sao vậy? Cụ qua râu quai nón mắc nói gì không được? Đừng có râu quai nón dài về nhìn nó cảm giác không sạch. Ủa vậy chứ mấy người để râu quai nón dơ lắm hả? Chào bạn. Dạ chào chị. Em thích một con gái có ngoại hình như thế nào? Đừng có quá mập quá, thì nói chung là tướng vừa vừa được rồi, có mái tóc dài. Bạn có tật xấu gì không? Tật xấu của em là ví dụ mà em có một công việc gì thì em thường quên lời hứa. Là hứa không, cái không phải là, phải là riêng về nữ và nam cũng vậy. Ví dụ mà có công việc gì đó em sẽ thường là em chú tâm vào cái công việc đó, cái quên luôn hả? Dạ, thường em hứa hay có cái cuộc quên vậy, nhưng mà cái đó em chắc cũng có thể khắc phục được. Dạ. Nhưng mà thật sự đã nồng cháy, đã quyết liệt muốn lấy vợ, muốn có bạn gái chưa? Nhà có hối thúc gì không? Nhà thì ba mẹ chỉ kêu hỏi sao chưa thấy dẫn về. Mà tại em cũng có dẫn một bạn về rồi, nhưng mà chia tay. Chia tay rồi? Dạ. Chia tay bao lâu rồi bạn? Chia tay cách đây một năm rồi. Bây giờ là mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để đám cưới chưa? Dạ, đúng rồi. Tiền bạc, nhà cửa, chỗ ở rồi gì có chưa? Chỗ ở. Có chỗ ở rồi. Rồi sao vậy đi? Được không chị? Tạm được. Trai người ta vậy ngon mà đã tạm được chứ không tạm được. Ta có nhà cửa công việc ổn định. Chào em. Dạ. Dễ thương này sao ế vậy? Dạ chắc em lo công việc nhiều hơn. Tại vì công việc em giờ cũng khá là bận. Em làm từ có thể sáng với lại cũng có nhiều cái làm thêm buổi tối nữa. Cô trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. Chia tay lâu chưa? Chia tay cũng 6 tháng. 6 tháng à? Bên kia chia tay 1 năm, bên đây 6 tháng mới đây mà. Mới à? Ủa thì cái mối tình nó dài không? Mối tình đó cũng chừng 1 năm mà anh. Nhưng mà về cái mức độ mà mặn mà thì cũng không có nữa. Chưa có đúng không? Thôi vậy cũng được. Mối tình này phải đậm nha. Lý do bạn chia tay với bạn trai cũ là gì vậy? Vì mình không có cảm nhận được là hai phía tình cảm của bạn trai bên kia. Không có tin tưởng đúng không? Không có thể hiện. Có cái gì gọi là vững chắc hết cho nên là đúng rồi. Không vững chắc thì thôi chia tay được. Đợi một thời gian. Không, mà công nhận với trẻ bây giờ làm việc năng động quá. Bạn nữ nào lên đây ngồi cũng nói bận hết trơn á. Mấy bạn nam mà không lo phấn đấu là lạng quạng, ít giờ làm việc hơn bạn nữ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với một bạn đồng nghiệp. Em chào chị Cát Tường ạ, chào chị Quyền Linh ạ. Bạn thấy cô gái bên ấy như thế nào? Dạ, quá ok luôn ạ. Quá ok luôn. Bạn thân bạn có phải là một người chu đáo? Thì anh nghĩ là một người rất là chu đáo ạ. Trong công việc thì anh luôn là người chu toàn nhất. Cảm ơn bạn. Bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em đi với hai bạn thân của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy anh hơi trọng tính xíu á. Còn chị Nhung á thì dù cũng 28 tuổi rồi nhưng mà cũng khá là vui vẻ và chơi với nhau rất là hòa đồng. Mà không biết anh này anh có vậy nếu có hòa nhập được hay không á, tại vì thấy ảnh hơi đứng đắn xíu. Nhưng mà mình hợp tính mình sẽ rất là xì tin, mình cũng phải gọi là xì tin lắm, mà mình sẽ hòa đồng. Tại vì mình cũng có quen một nhóm bạn là chuyên đi chơi phượt. Bạn của Bằng Nhung hỏi á là ngoài tức là có hòa đồng chung với nhóm hay không? Có đó. Tất nhiên cái vấn đề đó là có, sẵn sàng. Tại vì khi mà đã thân rồi em sẽ hòa đồng. Rủ Bằng Nhung đi chơi, có mời cái nhóm của bạn Nhung đi chơi theo không? Em cũng có đang dự định sẽ có một chuyến đi chơi vượt tại Starbar vào cuối tháng 9 này. Thì nếu mà bạn sẵn sàng tham gia thì mình sẽ sẵn sàng. Nhưng có rủ bạn Nhung đi theo chơi vui không? Dạ vẫn ok, nếu mà các bạn muốn đi thì mình sẽ nhích thời gian ra. Tao đi tao hồn tiền, tao phải tao đi ấy. Rồi cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn lên. Đấy, hai người trò chuyện với nhau đi. Mình có một quyển truyện, quyển sách mình rất thích, mình tặng bạn. Quyển truyện này mình đọc rất nhiều lần và mình vẫn còn có cái cảm xúc trong cuốn quyển truyện này thì mình tặng bạn, thì bạn có cảm xúc. Chuyện gì vậy? Nguyễn Nhật Ánh, còn chút gì để nhớ. Bạn có nhận xét nào như thế nào với mình? Đúng là như bạn của mình nói thì là đúng là cái nhìn bề ngoài là đúng là hơi kiểu như khó tính. Quen rồi thì lúc để mình cảm nhận sau. Nãy có nghe nói là hay đi du lịch đó, thì có định thường xuyên đi hay không hay là mức độ? Không phải là gọi thường xuyên, mà mình thì một năm mình thường dự định là 1-2 chuyến đi. Nói chuyện về tình yêu đi, quan niệm về tình yêu. Thì quan điểm mình yêu á thì thường phải là chia sẻ về mọi vấn đề. Mình cũng đồng ý như vậy. Hai người có tật xấu gì nói khai nhau hết đi. Tật xấu á cũng khá nhiều. Ví dụ như là cuối tuần á thì em hay thức khuya ngủ trễ. Đúng rồi, giống mình cũng hay thức khuya và ngủ trễ. Quan điểm về con cái, tiền bạc. Về con cái thì mình
hai con. Rồi. Còn tiền bạc thì hiện tại thì công việc của mình nói chung là nó cứ cố định. Thì mình quan niệm về chi tiêu. Chi tiêu thì mình có kế hoạch chi tiêu của mình. Mình sẽ có một cái chút gì để dành của mình. Có dự định là tích lũy. Mình đã tích lũy rồi. Là nói chuyện tới mai luôn nè. Nãy giờ nói nhiều quá, bây giờ hỏi nhanh ngắn gọn trước khi bấm nút nè. Có nhớ tên nhau không? Tên gì? Ảnh tên gì? Em chỉ nhớ tuổi là 28 tuổi. Nhung. À. Nhung. Dạ. Nhiều tuổi? 28. Quê quán miền Tây em không nhớ. Vĩnh Long. Em dạ. Nhớ được tỉnh Tây Ninh. Đúng tên. Rồi. Anh tên Nghị. À đúng rồi, tên Nghị. Nhớ tên mà bàn cho giữ vô, nói nhiều vô. Một câu cuối cùng, cảm xúc của dành cho nhau như thế nào hiện tại giây phút này? Nhìn bạn thì anh cảm thấy là dễ mến, thấy nhìn thấy gần có... Tại vì em cứ nụ cười cũng giống anh thôi. Cái gì anh có đặc một cảnh một câu. Nếu mà yêu nhau bạn có muốn là về Tây Ninh làm dâu? Ví dụ như là dịp lễ Tết hay là cái dịp nào đó về Tây Ninh thì ok. Ok. Chứ mong muốn của mình là vẫn ở Sài Gòn. Đúng rồi. Rồi hết chưa? Dạ, hết rồi. Mong bạn bấm nút. Không có mong. Mong biết gì. Do cái trái tim người ta có mách bảo là bấm hay không thôi. 3 tiếng đếm. 3 2 1 Nói tóm lại hai bạn là hai người cũng có kinh nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta nói như vậy cũng đã hiểu nhau rồi ha. Mong rằng chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nữa trong một thời gian sớm nhất. Nếu hai bạn đồng ý thì chúng ta sẽ đi đến một cái quyết định gì đó nó thiêng liêng cho cuộc đời. Chúc mừng anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Đã từng ly hôn, có con rồi, hiện tại đang ở với em và ông bà nội. Tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi ạ. Em đang nuôi con rồi. Sau cái thời gian ly thân, anh có quen thêm ai không? Không, anh không quen ai hết. Anh bị mất niềm tin ở phụ nữ. Nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ cách nhau có bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn nha. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Ừ. Chào bạn nữ bên kia. Và quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thanh An. Năm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh của công ty xăng dầu. Làm ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm ở Tân Phú. Mình quê ở đâu? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn. Mời nhà gái. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền, năm nay 29 tuổi. Con hiện nay sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai và công việc hiện tại là kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Rồi, cứ nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm của con là biết nấu ăn với lại biết lắng nghe, quan tâm giúp đỡ người khác và người sống rất là tình cảm mà. Còn nhược điểm là con không biết chạy xe máy hay dễ tin người á cô. Rồi, bên đàn trai nghe chưa nè. Ưu điểm và khuyết điểm gì nói cho bên nhà gái kia. Dạ, ưu điểm của em là chuyên gia là tạo niềm vui cho một nhóm bạn. Khuyết điểm của em là em hay tự ti về bản thân. Dạ. Tự ti điều gì đâu? Xấu trai anh. Không ai xấu cả. Vấn đề tại vì mình phải chăm sóc mình chút xíu thôi. Cũng là cao ráo ha. Tay chân vụng về lắm, em đụng gì hay đổ vỡ lắm. Nên thường là những cái buổi tiệc hay gì mà muốn giúp bạn bè đồ, nó nói hoi hoi, mày làm ơn mày ngồi yên chỗ giùm tao. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi. 3 mối rồi. Em đã từng ly hôn. Em lấy vợ được bao nhiêu lâu? Dạ, em lấy vợ cũng được 3 năm, có con rồi. Con trai hay gái? Dạ, con trai, con của em năm nay đã được 6 tuổi rồi. Hiện tại đang ở với em và ông bà nội. Lý do sao chia tay vậy? Thật sự mà nói là khi mà em làm ăn á thì thất bại á, thì nhiều khi người đàn ông thất bại á, họ chỉ cần bên cạnh mình một người phụ nữ biết quan tâm chia sẻ buồn vui thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà em cần cô ấy nhất á thì cô ấy dửng dưng lắm, với lại cô ấy
phũ phàng với những gì mình đã dành cho cô ấy. Ở nhà chỉ có ông bà nội thôi đúng không? Dạ, ông nhà ông bà nội với lại con trai em thì ở bên Gò Vấp. Còn Tân Phú là em có mở cái cho thuê phòng trọ. Được bao nhiêu phòng? Dạ, cũng được 6 phòng. Bữa nào cho anh thuê phòng nhé. Dạ. Rồi bây giờ mình nghe cái câu chuyện của bạn trai thì mình có e ngại gì về cái việc đó hay không nè? Dạ không ạ. Tại vì em cũng đổ vỡ trong hôn nhân rồi ạ. Đã ly hôn được 4 năm rồi ạ. Em đang nuôi con ạ. Tức là cưng có bé trai bé gái? Dạ bé trai ạ, năm nay 7 tuổi ạ. Vậy là hai bên đều có con trai hết, trai bằng tuổi luôn. Trời ơi, hay vậy ta. Hai đứa về kiếm đứa con gái nữa ổn luôn. Quá ổn luôn á ha. Chào cưng. Chào anh Xui. Chào bà Xui. Sao bà Xui thấy nhà trai sao? Đây cao ráo, em chắc cao lắm hả? Cao mét nhiêu vậy? Dạ mét 80 chị. Wow. Cái điều mà cưng mong muốn ở cái người sẽ đi với cưng trên cái gọi là cuộc đời còn lại của mình thì cưng mong muốn cái người bạn đó sẽ như thế nào? Thì em cần một người phụ nữ có thể chia sẻ những buồn vui với nhau được. Ví dụ như mình có gặp một cái khúc mắc gì đó trong cuộc sống, chúng ta sẽ ngồi lại và bàn bạc hướng vợ giải quyết với nhau. Về ngoại hình thì sao? Cái mẫu hình người phụ nữ của em là cao khoảng 1m60, da trắng dễ thương tí. Em thích người phụ nữ đeo mắt kính không chị? Tại sao vậy? Em có thể cũng nói không biết nữa, mà tự nhiên từ đó đến giờ cái em thường hay bị say nắng bởi những cô gái đeo mắt kính. Dễ ẹt về mua mắt kính đeo vô. Cái này quá đơn giản. Được rồi, tôi qua kia coi không có mắt kính, tôi đi mua mắt kính tôi tặng luôn. Em bị cận, em không có đeo kính rồi. Trời ơi, mình cần phải đeo bây giờ. Người ta mình cần đúng không? Xui được sống dữ. Lấy cái này đeo vô coi nó làm sao. Đeo vô. Gì vậy? Cận mà không chịu đeo mắt kiến. À, cái mắt kiến của tôi đưa đeo thử để coi bạn này bạn có chết tươi không. À, mở ra một cái là chết tươi liền. Rồi cho tôi coi trước coi nè. Hú là đó, cưng chưa? Không, công nhận em đeo mắt kiến đẹp hơn nha. Hợp lý, cần á. Đó, ok. Rồi về kiếm mắt kiến đeo liền luôn ha. Hãy có mắt kiến mà để ở nhà. Cẩn phải đeo rồi nhưng mà sợ đàn trai nói là cẩn. Mắt kiến chương trình nó hay ghê, nó đúng, nó biết đúng. Đúng luôn. Số đo luôn vậy. Đó, 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 đeo nhìn nó rõ hơn. Ồ, số đo của tôi mà. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn người đàn ông của mình là sẽ hiểu được em và luôn quan tâm, chăm sóc em với đồng thời là cũng phải thương yêu con của em nữa. Được không? Được anh. Tôi đàn trai tôi thấy tôi chịu rồi đó. Hỏi phụ huynh thôi. Đó bây giờ đi với ai đó vậy? Đúng rồi. Dạ em đi với ba mẹ với dì với em gái à. Có ba mẹ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh với Hồng Vân. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay và chào bên nhà trai. Thì mình đây là bố của cháu Tuyền. Nói chung là cháu Tuyền dù gì cũng là một lần gian dở rồi. Thì cũng mong rằng nếu mà cháu trai bên đây mà có thương yêu cháu Tuyền sau này cũng thương yêu con của cháu. Rồi còn về nhận xét về cháu trai bên đây thì nói chung nó cũng cùng hoàn cảnh giống như cháu Tuyền nữa. Chú cũng mong rằng hai đứa thì cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu, nếu mà được thì bấm nút và hẹn hò và sau này sẽ tiến tới cho nó nhanh. Rồi có người ta đi với ai rồi? Hôm nay em đến đây cùng với anh đồng nghiệp của em. Mình xin giới thiệu, mình là Hòa. Anh cũng là anh nhưng mà cũng đồng nghiệp chung. Xin chào mình Linh với Hồng Vân. Sao thấy được không nhà gái? Thấy là bạn gái này rất là dễ thương. Cũng hai người cũng nên cho nhau cơ hội. Xúc tích mở rào. Chuẩn bị gặp nhau. Bắt đầu đi. Bước qua rào đi. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói thật là anh phải đứng lựa lâu lắm mới lựa được á. Tại vì lâu lắm rồi mới có một cái khoảnh khắc là đứng trước quầy lưu niệm rồi phân vân không biết là nên lựa cái gì. Anh cũng mong là em sẽ trân trọng nó giống như là cái cách anh trân trọng nó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Để em tặng anh ạ. Anh có thể mở ra không? Dạ. Wow. Cái bóp. Dạ, vậy cái này là nó rất quan trọng đối với con trai và hay đem theo bên mình đó. Giống như là anh hay có hay mang theo em bên mình. Ok.
nhìn coi đeo kiến được đúng không? Rồi đó, nói cảm xúc về cái cô gái đeo kiến này coi nè. Đúng là đeo kính là xinh hơn nhiều anh ơi. Nói chung là nhận xét của anh thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, tại vì em thấy anh cũng là hiền, với lại nói chung là cái kiểu người cũng em thích. Có gì mình tìm hiểu, nếu mà được thì mình sẽ tiến xa hơn. Anh có dự tính gì trong tương lai không ạ? Nói chung là anh độc thân thì cũng lâu rồi. Nếu mà... Là mấy năm mà anh? Anh với vợ anh ly thân cũng 3 năm trước rồi. Là trong cái sau cái thời gian ly thân anh có quen thêm ai đúng không? Không, anh không quen ai hết. Anh bị mất niềm tin ở phụ nữ á. Không nên, không nên. Lâu lâu mình không hợp mình nói thôi. Cái phụ nữ luôn luôn mang niềm tin cho đàn ông. Cảm ơn. Em ở chỗ nào Đồng Nai? Em ở chỗ ngã ba Tam Hiệp ạ. Ngã ba Tam Hiệp anh không biết luôn. Vậy nếu mà muốn gặp nhau thì phải sao ạ? Không sao, anh sẽ chạy xuống Đồng Nai. Làm một tuần gặp một lần hả anh? Hay là sao ạ? Em bán gì, em có thường hay lên thành phố không? Cũng có anh, có cuối tuần hay lên á. Vậy thì cuối tuần em lên gặp lần, giữa tuần anh về dưới gặp lần là hai lần. Ok. Dạ, cũng được. Gọn. Em trai là nắm tay em gái đi. Hát bài nào tặng Đồng Nai rồi nói gì đó, nói. Mình nói chung là cũng có duyên thì mới gặp nhau ở đây. Nếu đúng thật là ông trời ông sắp đặt thì anh cũng muốn chia sẻ với em những gì ha. Dạ. Thôi anh xin hát tặng em một đoạn của ca khúc Tình Yêu. Nắm hai tay luôn. Một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muộn màng. Xin đừng quên ta đã từng yêu, xin đừng quên ta đã từng yêu. Ôi trời ơi, trời ơi, rất là điêu luyện. Hãy để tay vào nút bấm đó. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Đã một lần gian dở rồi. Rồi ta bấm luôn rồi. Con có bấm không? Bên gái có bấm lắm. Không? Cô gái thôi. Rồi bấm luôn rồi. Gì? Rồi sao khỏi nói gì luôn. Thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn trai á, nếu như bạn gái không đeo kính thì bạn có chọn không? Nếu như bạn gái không đeo kính sẽ chọn anh. Sẽ chọn, đúng rồi, xinh mà. Và nhớ, đã kính là Trường Vân, dẫn bạn ấy đi mua kính khác đi. Trời ơi, người ta là chọn con người chứ ai chọn cặp mắt kiến. Sao nè, sao nè. Xinh hết á, đừng có lo lắng rồi, nắm tay nhau đi. Một kết quả tuyệt vời. Phép ba... Dạ, xin phép hai bác, cho con được phép hung em tiền. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chị ạ. Vô đây đăng ký hẹn hò ngay. Điểm mạnh con là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương, dễ gần với mọi người. Điểm yếu con là thẳng thắn, nóng tính. Cái gì mà con thích là con nói thẳng ra luôn nè. Thì con nói thẳng thôi chứ con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì đúng không? Tùy cô ơi. Nó tùy cô ơi, nghe thấy thấy hú hồn. Nè, nhìn về mặt xinh không? Mặt này xinh không? Dạ, chị không vâng. Quá ok rồi. Yên tâm, bên đây cùng team á là hiểu rồi ha. Dạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai.
xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình đi. Dạ, con tên là Trần Thị Bích Thảo, năm nay con 24 tuổi, con quê ở An Giang, con là giáo viên mầm non. Ừ. Giáo viên mầm non ở đâu Thảo? Dạ, ở An Giang chốt. Con đang làm ở An Giang luôn. Dạ. Mời nhà trai. Con xin kính chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Em tên là Bảo Trung, đến từ Long An. Em năm nay 28 tuổi. Em làm công việc là thống kê viên tại chi cục thống kê ở Long An. Thôi, trên đường đi miền Tây thôi. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm yếu điểm mạnh đi nhà gái. Thảo nói đi. Dạ, con là điểm mạnh con là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần với mọi người. Điểm yếu con là thẳng thắn, nóng tính. Cái gì mà con không thích là con nói thẳng ra luôn à. Thì con nói thẳng thôi chứ con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì đúng không? Tùy cô ơi. Có lần nào mà nổi điên mà đập đồ chưa? Dạ chưa. Nói tùy cô ơi nghe thấy thấy hú hồn. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là người nhiệt tình trong công việc, yêu thích thể thao. Còn điểm yếu của em là chắc là khá là ít nói. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. Thống kê cũng 3 mối, còn dài mối lẻ tẻ không? Dạ không. Mối dài nhất là bao nhiêu năm? 1 năm. Rồi ngắn nhất là nhiêu? Chừng vài tháng. Ủa rồi lý do sao mà chia tay vậy cưng? Bạn gái đó chắc tìm một hướng đi mới mà không có em. Thấy thường không? Bạn gái tìm hướng đi mới mà không có em. Rồi còn mình thì sao nè Thảo nè? Dạ con có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì do hồi đó còn đi học á, rồi bạn trai kia đòi cưới mà con không chịu, rồi thôi quê. Quê. Dạ mối tình thứ hai thì do yêu xa với lại mai mối không có hợp ý nhau rồi cũng chia tay. À vậy đó rồi, hả? Ế tới giờ. Vậy cái mong muốn của con với cái bạn trai của con là con sẽ mong muốn người ấy như thế nào? Dạ là thấu hiểu cho công việc của con với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Rồi dạ. Còn ngoại hình thì sao? Cao trên 1m68. Khỏe re. Bao cao luôn. Đâu? Chào. Con chào chú. Chào cô giáo. Dạ. Bé nó cao. Đó. Cao. Này là coi như là đúng luôn á, đúng một tim luôn gia đình nhà gái tôi ha. Đấy, nhà trai. Dạ, chào chị. Chào chị. Vâng. Cao ráo đẹp trai. Không? Tôi ưng đó. Trai. Rồi bây giờ hai đứa hỏi nè, có sợ yêu xa không? Dạ không. Hỏi Thảo nè, con có sợ không? Con có sợ yêu xa không? Dạ không. Tình yêu mà, xa cỡ mấy xa hả? Yêu rồi là tất cả sẽ thành gần hết. Đúng không con? Dạ đúng. Em cao nhiêu? Cao mét nhiêu nè? Em cao 1m72. Thấy chưa? Rồi. Rồi bây giờ chuẩn của em là gì nói cho? Mẫu người của em là một bạn nữ có dáng cao khoảng chừng 1m6. Hơn luôn, 1m68 mấy đây rồi? Hiền, có biết... kính trên người nhường dưới. Dạ. Rồi còn điều kiện gì nữa không? Dạ chẳng. Có luôn. Dạ. Rồi xinh gái không? Nè nhìn dạ về mặt xinh không? Mặt này xinh không? Dạ. Chị Hồng Vân quá ok rồi. Yên tâm, bên đây cùng team á là hiểu rồi ha. Dạ. Đó. Mình đi với ai vậy con? Dạ con đi với ba với mẹ con. Em chào hai MC anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em đến đây dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của gái tên Thảo. Em cũng mong cho hai cháu nó được thành đôi, đặng tiến xa hơn, đặng mà ăn đám cưới. Ví dụ giờ con nó về Long An thì mình tính sao nè? Không biết có làm dâu không vậy em trai? Dạ, làm dâu cô. Nhưng mà cháu ở có nhà riêng kế sát bên nhà của mẹ rồi. Vậy hả? Dạ. Có nhà riêng rồi luôn ha. Dạ. Rồi không có làm dâu nhưng mà ở kế bên cũng được, cũng lo cho cha mẹ già cũng được. Vì cũng bắt là mong cho con với Thảo cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi cảm ơn. Để sắp đám cưới ha. Em đi với ai em trai? Em đi với hai người phụ nữ quan trọng của em và các bạn bè. Dạ. Mẹ với em gái. Dạ xin kính chào anh Quyền Linh, xin kính chào dạ chị Hồng Vân. Dạ. Thì kính chào toàn thể quý khán giả và kính chào bên nhà gái. Thì tôi đây là mẹ của Bảo Trung.
Thì Bảo Trung á là cũng là một cán bộ đảng viên, nhà toàn công chức hết trơn à. Đứa em đây, em gái út có hai anh em à, thấy mẹ thích chương trình này, ngày nào cũng xem hết á. Cái em út đi đăng ký cho anh à. Muốn tìm được cô dâu để đem về. Dạ, thì xin nhận xét cô gái đây thì dễ thương, nhưng mà xa quá không biết có chịu về làm dâu không. Mà cái này lo do quyền quyết định của hai cháu. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Nào, đứng lên nhận quà nè. Dạ. Dạ. Chào em. Lần đầu tiên gặp anh tặng em bó hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Anh mở ra coi. Trời, ngược. Rớt tùm lum. Cầm rớt tùm lum. Ngôi nhà. Sao nè, sao tặng nhà nè? Muốn cho hai đứa con nếu mà có nên duyên á thì có một cái ngôi nhà ở. Dạ. Con ước gì có luôn rồi. Mày quá chứ. Có nhà kế bên má rồi. Thiệt có luôn. Tâm, ừ. Chào nước em. Sát về Sài Gòn nó về cũng ở được. Thôi đứng hình rồi. Rối rồi, nó đứng hình luôn rồi. Bên trai là coi như là tôi đã nói rồi ha, tại vì ông Linh ông tả sao mà dòm tưởng là nó giống tôi mà không hề. Dạ. Rất là đẹp, rất là phúc hậu. Dạ, nhà em có bán rượu không? Dạ không. Anh nhìn em anh sai quá. Sai quá rồi. Con cười đi con, cho thấy đồng điếu đồng tiền mình có đủ hết con. Dạ. Hay là cho anh chuyển hộ khẩu vô vào tim em. À, em rất là xinh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Con hồi hộp quá ha, con nói không được hay sao? Sấm sét nói chưa? Trời, hai đứa cười suốt vậy trời. Ừ, đó nó vậy đó. Nói đi nè, con nói sao? Nếu mà như yêu xa vậy anh có sợ không? Anh không sợ, nhưng mà em có sợ không? Dạ không. Thì anh không sợ đó. Anh hy vọng anh sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu em, có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Hai đứa sẵn đi về Long Xuyên đi thăm chùa bà rồi cầu mong gì đó. Dạ. Rồi tới luôn đi. Thì tôi đứng hình nữa rồi kìa. Đó, sấm sét. Tiến tới nắm tay cô gái hỏi rằng bao giờ em cho anh bước tới. Mong muốn em sao? Nói cho anh hiểu đi. Nói lớn lên. Em anh bối rối với sự xinh đẹp của em. Thôi anh xin hát một bài tặng em đi. Hát bất rung đi đó. Dạ. Hay lời muốn nói đó. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Coi yêu xa vậy thì mình làm gì để gần nhau hơn nào? Tháng mình gặp mấy lần? Nếu yêu xa như vậy thì anh có thể sắp xếp một tuần anh, vì anh có thể nghĩ là thứ bảy chủ nhật anh hay sắp xếp xuống với em để thăm em. Dạ. Nó hỏi xin ba mẹ coi nếu mà có bấm nút thì hỏi ba mẹ là con xuống thăm vậy ba mẹ có cho con ở ké không? Cho cái tiền khách sạn chết nhỏ. Kệ, ở ké cho ở ngủ salon đồ cũng được. Được không bố mẹ kìa, hỏi đi kìa. Thưa hai bác, nếu mà con có dịp về thăm bé Thảo thì con có thể ở nhà của hai bác được không? Dạ. Vô, thấy chưa? Vô. Hãy hành động theo trái tim của mình. Còn không biết là Long Xuyên có bấm hay không thì tùy.
bấm con hả, con thích đó đó, thấy không? Long bấm liền suy nghĩ kìa, bên kia bấm Long chưa bấm trước luôn rồi đó, rồi sao khỏi luôn vậy đi. Ừ hả, hai đứa hợp lý lắm á, trời nắm liền hết chưa, giờ đó đồng ý hẹn hò rồi. Bà xui tương lai của là nhà trai với bà xui tương lai nhà gái mình bước tới cái đúng đi, rồi hả? Đúng hay rồi, nói vài câu gửi gắm cái đi. Hai cháu cũng đồng ý bấm nút thì thôi, mình kết nghĩa xui gia ha chị. Dạ. Dạ, lo cho tụi trẻ. Dạ, cho tụi trẻ cũng mong lắm rồi, lớn rồi mà chưa có xui thì cũng thích dâu thích cháu nội lắm. Dạ. Em cũng mong cho hai trẻ nó tới ngày hai đứa nó thành đôi. Dạ. À, chị em mình gặp nhau thân. Dạ. Hơn nữa. Hai người ôm nhau cái. Trời ơi. Được mấy cháu chị? Nên đó. Có mình một luôn hả? Dạ. Mà em sợ nữa đi, nó đòi đi dạy rồi nó. Thì cũng dẫn cho đi dạy, cũng xin chuyển về trường. Dạ, đi dạy chứ không có chỗ ở nhà đâu. Tại vì ở bên đây toàn đều là công chức huyện hết mà. Dạ. Được rồi đó, cảm ơn hai bà xui tương lai. Xin phép nè, xin phép hôn nè. Dạ, cho cô chú Vân xin phép hôn bé Thảo một cái lên má. Xin hôn nó luôn đó, sợ luôn á. Nói kìa nó cứ... gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng Hẹn Hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Cần Đức. Hai cưng. Hy vọng là một ngày đẹp và sẽ có kết rất là đẹp. Chúc cho tất cả chúng ta thật là hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn ứng dụng Hẹn Hò Wow Day đã đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Chương trình cũng cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể, tính tình hơi nóng nảy. Nếu mà nóng nhất thì trước giờ là đập đồ. Đập đồ luôn hả? Có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65, tại vì con thích cái cảm giác che chở, không gia trưởng, không hút thuốc, không bài bà rượu chè đồ. Hùng có mấy mối tình rồi? Chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi! Em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nghèo á. Rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới nên rồi đúng không? Đúng ra thì em chỉ yêu và quen hai người lâu lắm rồi. Như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Tay trắng suốt, dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên, đừng có mập béo quá. Hơi bị tổn thương đó ha. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.